Thưa quý vị, tiếp nối thành công của Diễn đàn Phát triển Đường bay châu Á 2022, các hãng hàng không đã xúc tiến mở các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng. Ngày 22 tháng 6 năm 2022, hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc Korean mở lại đường bay Incheon, Hàn Quốc, Đà Nẵng. Chuyến bay KE9463 chở hơn 200 hành khách khởi hành từ sân bay quốc tế Incheon lúc 18:40 giờ Hàn Quốc và hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 21:25. Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác ga quốc tế AHT tổ chức chương trình chào đón chuyến bay đầu tiên của Korean Air tại ga đến quốc tế sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đây là một cái tín hiệu hết sức có ý nghĩa đối với lại ngành du lịch và hàng không của thành phố sau một thời gian đình trệ vì dịch COVID-19. Để sắp tới, thành phố Đà Nẵng của chúng ta sẽ được đón thêm nhiều các chuyến bay không chỉ từ Hàn Quốc mà từ các cái quốc gia trong khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á cũng như là các cái quốc gia mà đã có đường bay tới với thành phố Đà Nẵng của chúng ta. Cùng với việc dỡ bỏ các hạn chế về du lịch giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc, hãng hàng không Korean Air bắt đầu khai thác chuyến bay thuê chuyến với tần suất 2 chuyến một tuần đến Đà Nẵng vào thứ Tư và thứ Bảy để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách. Tôi rất vui vì sau một thời gian dài như vậy quay trở lại, thành phố Đà Nẵng nói riêng hay Việt Nam nói chung là điểm đến rất hấp dẫn cho du khách Hàn Quốc. Vì vậy không chỉ có hãng hàng không Korean Air của chúng tôi mà các hãng hàng không Hàn Quốc khác cũng đang dần mở lại các đường bay đến Đà Nẵng và thị trường đang phát triển lại rất nhanh. Chúng tôi hy vọng sẽ mở rộng tần suất bay đến Đà Nẵng và nối những đường bay mới. Được biết, tổng số chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng sau khi mở cửa bầu trời quốc tế là 286 chuyến với 35.000 lượt khách, trong đó có 71 chuyến bay Hàn Quốc với hơn 12.000 lượt khách từ Hàn Quốc đến với thành phố.